nguyễn văn đài và đám cho tàn hội anh em dân chủ sau lần cùng vợ cộng sự ra đi và đến đức định cư sinh sống lâu dài không thể lặng lẽ hơn đài đã bị tố cáo phản bội đồng bọn bán rẻ anh em một mình sang đức hưởng vinh hoa có thông tin chính luật sư bào chữa cho đài cũng bất ngờ vì chuyện này và thốt lên rằng chính ông cũng bất ngờ vì khi làm việc với các cơ quan tố tụng đã bán rẻ anh em trong đó có ông trong vụ án này để cộng điểm lấy chuyến đi này những điều được dẫn ra ấy chưa được kiểm chứng và đài cũng không dạy gì lên tiếng thanh minh thanh nga để nhận thêm nhiều gạch đá về mình song có điều từ lâu dư luận và tất nhiên là đám đồng đảng của đài cũng đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về nhân cách của con người này cái hội anh em dân chủ do chính đài sáng lập sau chuyện này cũng đã đi vào hồi cáo chung thực sự nhất là khi số cốt cán của đài lần lượt nhập kho vậy mà không hiểu lấy tư cách gì và cương vị gì sau khi phiên tòa phúc thẩm đối với ba kẻ được cho là thành viên của hội anh em dân chủ bao gồm vũ quang thuận nguyễn văn điển trần hoàng phúc ba người này bị tuyên y án sơ thẩm đài đã thay mặt hội anh em dân chủ ra bản thông cáo ngày 11 tháng 7 năm 1918 tại đức động thái này được cho là đài đang gián tiếp làm dựng dậy cái hồn ma hội anh em dân chủ đã không hoạt động thực sự sau khi số thành viên còn lại mất lòng tin vào đài và không hiểu có xáo trộn nào không trong tổ chức mà hội anh em dân chủ của đài chỉ nhận mình là phó chủ tịch tổ chức hội anh em dân chủ về nội dung bản thông cáo do đài đứng ra ký không có nhiều nội dung đáng để bàn nói y chang bản lên tiếng ngày 1 tháng 7 năm 2018 của đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam về ba người mới bị kết án này tuy nhiên điều này có thể thấy hai điều một đài đang cố gắng phục dựng lại hội anh em dân chủ sau khi bản thân đã được tự do và thoát khỏi kiềm tỏa của lực lượng chức năng trong nước tuy vậy có hai lý do cố gắng đó của đài sẽ chỉ công cốc và không thành hiện thực một là lòng tin của số thành viên còn lại trong hội anh em dân chủ đối với đài là rất ít nó sẽ khiến đài không đủ sức tập hợp đám này quay trở lại hoạt động đó là chưa nói sau khi cái bản án nghiêm minh cho số đã ra lưới này thì số này dường như đã không hoạt động đáng kể nào để không bị xử lý nữa mất niềm tin và sợ bị xử lý là lực cản khiến điều đài đang thực hiện là hão huyền hai là số thành viên của hội anh dân chủ ở bên ngoài là không nhiều thậm chí đếm trên đầu ngón tay với và với tại đức lại càng ít đài mới trên ướt chân ráo sang đức uy tín chưa đủ cao để đài có thể đứng ra tập hợp được số lưu vong có chung tư tưởng chống đối tại đây đó là chưa nói tại đức đám bùi thanh hiếu và lê trung khoa của thời báo chấm đe chuyên ăn mảnh không thích hợp tác với bất cứ ai hai một điều mà không nói ra nhưng với sự lên tiếng này đài đang cố gắng nói với thành viên còn lại rằng đài không hề bỏ rơi phản bội anh em như dư luận đồn đại rằng với cương vị của mình đài được ra nước ngoài Cần thiết cho hội anh em dân chủ, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Và khi ở nước ngoài trong điều kiện mới tiếp xúc làm việc với các tổ chức bên ngoài, Đài có điều kiện ủng hộ, binh vực cho các hoạt động đối tranh trong nước. Nhìn ngồi thôi, những thông điệp vàng được Đài truyền tải qua bức thông cáo này, khó mà đến được đám đồng bọn của Đài khi lòng tin đã không còn.